phải bỗng dưng mà các nhà làm game thế giới vẫn đổ hàng đống tiền vào sản xuất các game offline, trong khi xu hướng game online đang phát triển rầm rộ như hiện nay? Chắc hẳn là vì game offline vẫn có những sức hút đặc biệt đối với game thủ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fun Game Channel. Hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu tới các bạn top 5 tựa game offline hay trên nền tảng di động Android nhé. Dawnbringer. Dawnbringer sở hữu nhiều đặc điểm nổi trội, đặc biệt là lối chơi chặt chém đối kháng cuồng bạo, tương tự huyền thoại Infinity Blade. Tuy vậy, khác với Infinity Blade, Dawnbringer mang đến một thế giới mở rộng lớn, cho phép game thủ phiêu lưu tự do và khám phá cốt truyện hay cùng nhiệm vụ đầy thử thách, và để phù hợp với màn hình cảm ứng cũng như khi trải nghiệm trên nền tảng di động. Bối cảnh trong Dawnbringer soi quanh những cuộc chiến không có hồi kết giữa thiên thần và ác quỷ. Tại đây, người chơi sẽ nhập vai một thiên thần phạm lỗi lớn và bị đẩy ải xuống nơi trần gian. Vì thế, nhiệm vụ của bạn là giúp nhân vật chiến đấu và giành chiến thắng thật nhiều để nuôi hy vọng trở lại vị trí vốn có trên thiên đường. Là một game hành động chặt chém, vậy nên Dawnbringer yêu cầu người chơi bấm trên màn hình cảm ứng để xoay vũ khí của nhân vật để hạ gục bất cứ ai hay bất cứ điều gì là vật cản trên đường đến với vinh quang. Vì vậy, phản xạ nhanh chóng và các ngón tay nhanh nhẹn của game thủ là rất cần thiết. Titan Quest. Tựa game này sẽ đưa người chơi sắm vai một vị anh hùng phiêu lưu qua không gian huyền bí của Hy Lạp, Ai Cập và châu Á để chiến đấu chống lại nhiều quái vật thần thoại trong truyền thuyết. Titan Quest còn mang tới những quái thú mang tính biểu tượng đặc trưng như Harpy, nhân mã hay thậm chí là cả loài bọ cạp khổng lồ, cũng như sự góp mặt của những vị thần Hy Lạp cổ đại như Prometheus và Hades. Phiên bản di động của Titan Quest vẫn sẽ giữ nguyên nền đồ họa 3D sắc nét, rộng lớn như trên phiên bản PC đi trước. Còn về hệ thống điều khiển, người chơi sẽ di chuyển nhân vật và đưa ra những combo tấn công đẹp mắt và liên hồi qua các phím ảo ngay trên màn hình cảm ứng. Warhammer 40k Free Blade. Nhắc tới Warhammer 40k, cộng đồng thường nghĩ ngay đến những tựa game chiến thuật đình đám PC. Tuy nhiên, Warhammer 40k Free Blade, phiên bản dành cho các thiết bị di động nhỏ gọn lại bất ngờ trở thành một siêu phẩm bắn súng kịch tính trên nền đồ họa 3D đỉnh cao. Sau một thời gian dài ra mắt đầy thành công trên iOS, siêu phẩm Warhammer 40k Free Blade tiếp tục mang bão lửa lên nền tảng Android. Vì vậy, cộng đồng Android hứa hẹn sẽ có được một cái nhìn sâu sắc và chân thực hơn về cục diện của những cuộc chiến khốc liệt đến từ nhiều phe phái và lối chơi bắn súng mới lạ. Cốt
Cốt truyện của game nói về đề tài chiến tranh, khi một người lính trẻ nhìn thấy gia đình của mình bị quân đội Chaos tàn phá, anh đã gia nhập lực lượng Space Marine để trả thù. Xuyên suốt chế độ chơi đơn là hành trình danh dự, sự phẫn nộ và đòi lại công lý, chống trả với hàng trăm đợt tấn công của bọn xâm lược. Never Alone. Ấn tượng sau vài phút ban đầu về Never Alone là một tựa game 2D platformer có phong cách đồ họa nhẹ nhàng, chịu ảnh hưởng từ những người tiền nhiệm Limbo, Braid với một tiền đề cốt truyện tương đối đơn giản, lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian truyền miệng. Đặt bối cảnh tại vùng lãnh nguyên băng giá Alaska, Never Alone dẫn người chơi theo bước Luna, cô gái trẻ thuộc bộ tộc Inupiat và chú cáo trắng bắc cực trung thành của cô. Ngôi làng nơi họ sinh sống một ngày kia đột nhiên bị những trận bão tuyết liên miên tàn phá, khiến công việc săn bắt hái lượm ngày thường buộc phải ngừng lại. Vậy là cùng nhau, họ lên đường tìm kiếm nguồn gốc cơn bão kỳ lạ với hy vọng sẽ ngăn được nó để trả lại bình yên cho dân làng. Dọc đường đi, họ gặp gỡ với đủ loại nhân vật cả thực lẫn hư, từ gấu trắng bắc cực, những linh hồn phương bắc cho tới những bộ lạc người lùn có sức mạnh phi thường. Chất lượng gameplay của Never Alone không đến mức quá tệ, nhưng cũng không sở hữu điều gì quá mới mẻ hay đặc trưng. Luna có thể leo trèo, sử dụng một vũ khí truyền thống có tên Bola và có thể kéo các thùng gỗ nặng. Chú cáo đồng hành với cô thì có thể leo bám lên những vách đá cao và có khả năng triệu hồi những linh hồn cổ xưa làm bệ đỡ cho Luna vượt qua chướng ngại. Brothers, A Tale of Two Sons. Có những trò chơi được đầu tư rất công phu và kỹ lưỡng nhưng lại chỉ mang tính chất giải trí thời vụ, chơi một lần là quên ngay. Nhưng có những trò chơi dù chỉ được phát triển dưới bàn tay của những nhà phát triển tư nhân lại mang đến nhiều thông điệp thật đáng nhớ. Trước đây, chúng ta đã được biết đến Papoyo và giờ đây là một trò chơi đến từ một đạo diễn phim Thụy Điển, đó là Brothers, A Tale of Two Sons. Có thể nói đây là một trò chơi cũng đúng, nhưng nếu cho A Tale of Two Sons là một câu chuyện cổ tích cũng không sai. Ở một vùng núi nọ, có hai anh em cùng sinh sống, tuy nhiên, cuộc sống của họ lại không mấy hạnh phúc so với những người bạn đồng trang lứa, khi mà mẹ mất, còn cha thì phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Nghe được lời đồn về dòng nước trường sinh, họ quyết tâm lên đường để cố gắng cứu lấy mạng sống cho cha. Cuối cùng, những nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Dù mang tiếng là một game hành động, nhưng công việc chủ yếu của bạn là phối hợp hai anh em sao cho nhuần nhuyễn để cùng giải quyết những câu đấu khó nhằn. Có thể là làm cách nào để vượt qua một bờ vực hay làm thế nào để đánh lạc hướng con quái vật to lớn chứ không phải dùng đến cơ bắp. Trí tuệ là thứ được đánh giá cao trong Brothers, A Tale of Two Sons. Cảm thấy thích thú với tựa game nào nhất? Hãy comment ý kiến của bạn ở phía dưới video này nhé. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Fun Game Channel và cập nhật những thông tin thú vị về thế giới công nghệ mỗi tuần. Well, that's all for today. I'm Jay from Fun Game Channel. Bye!